Tính ra đó thì mình cũng là một đứa siêng giữ thần trời lắm đó. Trồng cây suốt 8 tháng á, rồi mình đem đi bỏ. Chứ không bỏ thì để làm gì hả các bạn? Mình nghe người ta nói á, là hoa linh lan rất là dễ thương. Mình coi hình mình thấy thích lắm. Nên là mình mua mấy cái củ hoa về mình trồng nè. Mình định bụng á, là lúc nào cây nó ra hoa đó sẽ hữu duyên tặng cho bạn bè nào đang đám cưới để làm cái bó hoa cầm tay cho nó đẹp. Ý định thì thật tốt ha, nhưng mà nó sai ngay cái khúc đầu này rồi nè mọi người. Cái bữa 24 tháng 12 năm rồi á, mình có mua một cái mớ củ linh lan trên cái sàn cam về. Mình đem về thì mình thấy nó kỳ kỳ rồi. Nhưng mà nhỏ lớn giờ thì mình cũng đâu có biết cái củ linh lan nó ra làm sao đâu. Nên thôi cứ tin tưởng và đem đi trồng thôi. Mình lấy cái thùng xốp, mình trộn đất rồi mình nhét mấy cái củ xuống rồi mình tưới nước. Rồi tới cái ngày 10 tháng 1 á, là nó nhú nhú cái mầm xanh như thế này nè. Tới tầm khoảng 23 tháng 1 là cỡ một tháng sau á, là nó được như đây ha. Rồi cái tới 18 tháng 4 á, là cái lá nó đã rõ nét như vậy nè. Mình cũng hào hứng lắm, tưởng là sắp được thấy hoa linh lan rồi nên bắt đầu sang nó ra từng cái chậu nhỏ từ bữa 6 tháng 6. Tới bây giờ thì là mười mấy tháng 7 rồi ha, mà nó chỉ như vậy thôi nè. Cái lá nó cứ mọc hoài, mọc dài lên vậy á, mà nó không có ra cái bông gì hết trơn á, nhìn mắc cười ghê không? Phải chi nó mọc lên cái bông huệ hay là cái bông gì đó cho mình ngắm cũng đỡ buồn chút ha. Mình nghĩ đây không phải là cây linh lan đâu mọi người, mà đây là một cái cây gì đó mà cái xốp xà lơ đó đã bán cho mình. Tính ra thì mình cũng kiên trì ghê ha, trồng suốt 7-8 tháng trời rồi bây giờ đem đi nhổ bỏ. Chứ để hoài cũng có biết ra bông gì đâu. Nếu mà đúng là linh lan á, thì mình nghĩ là tầm cái thời gian này trồng thì chắc nó cũng có bông rồi đó các bạn. Lần đầu á, cũng như là lần cuối á, mình mua giống kiểu này nha. Tại vì mình thấy giá rẻ thì chắc chắn là không phải hàng thiệt rồi. Thật sự là ban đầu là mình cũng có nghi rồi. Cũng giống như mình bán cái cây wasabi gì đó, mình bán là gần 200 cành một cây. Mà trên đó bán thì có chỗ bán có 10-20 cành một cây thôi. Mình tò mò mình nói ủa sao cái cây đó có thể rẻ như vậy được. Thì mình vô mình coi đánh giá của khách đó thì thấy người ta phản hồi là người ta được khách giao cho mấy cái cọng rau diếp cá đó mọi người. Thì cái là đủ mọi chiêu trò mà. Thiệt là đau đớn luôn. Bởi vậy á, mua hàng trên mạng á, thì mọi người nhớ là tìm chỗ uy tín xem review cho kỹ càng nha. Với lại á, trên các cái trang của mình á, thì có nhiều người vô comment bán hạt giống lắm. Mấy cái comment đó thì mình đều xóa hết vì mình không biết là cái sản phẩm đó nó có đúng hay không. Nên là mình tuyệt đối không có tiếp tay hay là quảng cáo gián tiếp cho mấy cái chỗ đó đâu nha các bạn. Các bạn cẩn thận hen.